Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền tổ quốc. Sáng sớm tinh mơ, bây giờ là chưa đến 7 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Tranh thủ quay review với các bác một số sản phẩm hiện tại em đang có sẵn. Con này thì nhiều sò nha, AT8800. Hôm nay em sẽ quay review tháo tung nội thất. May quá có con đầy này nên là hôm nay là sẽ có đầy để test loa, không biết là có đánh được xúc không. Xúc đơn thì đánh được, còn xúc kép này không biết đánh được không. Đấy, hôm trước đăng cái này nên là độc giá là có 6 triệu, các bác gọi hỏi nhiều quá. Còn đôi xúc đơn này thì đăng phát là có bác khách bác hỏi gì nhá, bác khách là đến sáng thứ hai là chuyển tiền thì em cũng chờ thôi, bởi vì khách quen thì phải ưu tiên thôi. Đấy, tủ này có 1 triệu này. Còn bác khách bảo là lấy cả tủ cả súp, lấy combo cả tủ cả súp. Tủ máy có 1 triệu này, súp 6 triệu này. Còn con ATI này thì em nói thật các bác là có 3 triệu thôi, nhưng giá tại cửa hàng. Con AT 8800 này thì tí nữa sẽ tháo ra, thì bảo là 64 sò không biết đúng không. Tí nữa kiểu gì cũng phải tháo ra. Con này là hai biến áp nguồn. Đây, hai biến áp nguồn đấy, xúc 50 này. Đây là bông của con Array, hôm trước em có sửa cho anh khách quen này. Đấy, bông biếc này, mút trứng. Trứng này thì sẽ để riêng ra một chỗ, trứng này sau này nó sẽ vào cái việc gì đấy để tạo nên cái loa DMX này. Còn một đôi DMX nha, các bác nào lấy thì nên lẹ nhá, giá là 6,9 triệu, giá tại cửa hàng. Bảo là làm clip test thì cuối cùng là chưa kịp test thì đã bán hết đầy rồi. Thì hôm nay em sẽ tháo tung loa ra, tháo tung đẩy ra để quay review cho các bác. Đẩy ATI tháo tung nội thất ra xem nhé. Xúc kép và xúc đơn tháo tung hết cả ra để xem, và cũng tiện cái làm review cho các bác. Đấy. Lâu lắm mới có cảm giác là nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng này các bác này. Đấy, tự nhiên một ngày hơi bị đẹp. Đấy, buổi sáng đẹp trời. Cái này em nói thật là cũng định review rất nhiều đồ, nhưng nói thật là thời gian không có, hàng về còn không kịp quay review, mà quay tranh thủ buổi tối thôi. Thế mà cuối cùng là các bác tranh nhau gọi hay... kinh rồi. Em biết là các bác tham rẻ rồi. Kinh thật rồi. Đấy, cứ đều đều, cứ mong là cứ hàng gì về được dăm bữa nửa tháng đi là được. Còn con súp này thì các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Con này súp đơn 50, từ 250, côn 125. Đấy, con này thì chưa gia đình thôi, chưa đánh ngoài trời đuối, khối lượng thùng nó bé quá. Đây, con này đơn 50, từ 2 côn trăm, nó to đúng bác đại này. Con này thì bé tí này. Đấy, thấy chưa, khủng như vậy chơi gia đình. Con này bình thường nhẹ đánh ngoài trời. Đấy, xúc kép đây, thùng Martin, thùng kiểu Martin nhá, hầm MC sâu này. Đẳng cấp. Ok, thì không linh tinh lên thuyền nữa, vào cắm máy hơi vào, xịt vệ sinh bay hết bụi bẩn ra. Sau đó thì em sẽ tháo loa, tháo từng cái loa ra, từng sản phẩm một. Đầu tiên là con đẩy, tiếp theo là đôi xúc, sau này đến một chiếc xúc đơn này, xúc kép này. Đấy, còn cái gì nữa thì em sẽ báo cáo các bác sau nhé. Bây giờ là 6 rưỡi rồi, em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem nhé.
bác xem nhá. Thì đầu tiên là con súp kép nhá. Con này thì phải gọi là bố hoành tráng nhỉ. Chưa gặp cái con loan nào mà bên trong nó lại còn có mấy chục bóng đèn sưởi này. Đây, 1 2 3 4 và có con mấy con trở nhiệt này. Cái này thì tác dụng của nó là đánh súp lớn quá mà sợ cháy bát thì nó thiết kế này. Con trở nhiệt này không hoạt động nữa thì nó sẽ tải vào bóng này. Đấy. Bảo sao vừa đấu vào, ú sao nó không kêu nhỉ? Tưởng bát chết rồi, bát bỏ ra đánh vẫn bình thường. Đấu vào con đấu dây tín hiệu vào màng nó vẫn nhảy bình thường. Đây con xem nhé. Đấy, bát 50. Đấy, nón đây, màng đây. Keo chỉ đây. Cái này kiểu keo nó hơi dày sao nhỉ? Không, keo này nhìn chung khôn lắm. Đấy, keo này nó hơi mỏng mỏng hơn tí. Đó. Con này thì nó thuộc dạng là zin và bao xịn cho các bác, bao sống nhé, bao zin luôn cho các bác, là cái bát này sống zin. Bởi vì nếu mà bát mà đánh quá công suất mà cháy bát thì trước khi cháy được cái bát này thì nó rụng luôn cả cái bảng này, rụng luôn cả cái móng nhóm này. Thì các bác nhìn tinh đây là sẽ thấy này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nó đen thui nụi vào đây này. Đấy, xong đoạn này nó ám đen này. Chứng tỏ là nếu mà đánh công suất lớn quá nó không chịu được thì nó sẽ cháy con này, cháy cái bộ này chứ. Cháy nguyên cả chùm này trước. Trước khi cháy bát, cháy hàng này thì nó không kêu được nữa. Đấy, tịt không kêu nữa. Đấy. Sao cái loa nó lại làm kinh thế nhỉ? Sao là cái loa này nó thiết kế hiện đại thế nhỉ? Thiết kế giống kiểu Boss. BOSE nó có cái mạch bảo vệ này. Mấy cái này là 1 2 3 4 4 cái bóng nó đấu thì kiểu là đấu song song. Đấu song song. Đấu song song trước khi là móc lên trên cái loa. Em thử giữ một cái bóng ra xem nào. Đây. Ui sợi rồi. Cái bóng này thì gọi là quá hoành tráng. Quá nhá, hôm nay nói luôn quá. Bóng này bóng sợi đốt. Hiện tại em không có đồng hồ đây là không đo được. Có đồng hồ đo là sẽ biết ngay. Bóng này nhìn trông rất là đẹp nhá. Đấy, các bác nào thích nghề về tự nghiên cứu, tự tìm cách nghịch lại cái này nhiều thôi. Em khuyên dùng là nên bỏ cái mạch này đi. Đấy. Nó có nỏ xo này. Đây, bên trong linh kiện bụi bẩn nó bay này. Bay như người nhện. Đây, bông của nó thì đây. Thùng gỗ dán nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm. Thùng gỗ MD là không bán được cái giá này đâu. Gỗ MD phải rẻ hơn vài triệu cơ. Gỗ MD là dùng hội trường. Còn cái loại này các bác đi làm sự kiện tiệc cưới được. Cái này thôi em đấu tắt nhá. Không đấu qua cái hàng bóng này nữa. Đấu tắt luôn, đánh cho nó khỏe, nó căng. Chứ mà cái này ví dụ các bác nào đấy, em vẫn đấu qua bóng này bình thường. Xong là đến lúc các bác đi làm đánh đám mà chả may nó gọi là đứt hết dây bóng đi, sóc đi sóc quá, nó đứt hết dây bóng đi thì là cái con này, hai con trở nhiệt này không chịu được. Đánh to cái ngắt, to cái ngắt, to cái ngắt. Nên lúc ý thì các bác này, ôi dồi em ơi, em làm ăn như thế này à, thì chết em. Em đấu tắt, không qua mạch nữa. Đấy. Chưa gặp cái loa nào mà bên trong nó lại có một cái hệ thống ối ôi thế này. Còn đây bát của nó nhá. Bát 50, bát này bát zin. Nếu mà bát mà chết thì loa hỏng luôn. Nó có mạch kia nào sao chết được cái bát này. Đây là theo kiểu là mấy sếp làm theo kiểu là bảo vệ hết cỡ đấy. Đấy. Bát 50. Từ 22 côn trăm, nhìn cái thép từ trông nó điêu nhỉ. Đây nha, nguyên zin nhá. Em chưa vệ sinh đâu, vẫn còn bám đầy bụi bẩn này. Đấy. Lau đi nó sẽ sạch. Nói luôn nhá, không theo kiểu là làm đẹp xong bắt đầu mới chém đâu. Đây là em nói luôn, không phải chém rõ đâu. Thực tế luôn, này nhiều con nó vào. Đấy. Bắt 50 tới 2 côn trăm. Cái này thì em vệ sinh luôn. Bụi bẩn này bám vào thì vệ sinh là chuyện bình thường thôi. 6 triệu. 6 triệu là bao ship gửi xe nhá. Còn nếu mà gửi bưu điện hay gửi Viettel nhá thì các bác thông cảm. Hoặc là xa quá thì các bác thêm cho em vài 300 nghìn nữa. 200 đến 300 thôi. Là xong. Đấy. Tầm 6 triệu rưỡi là cao nhất, nhưng còn trung bình là tầm 6 triệu thôi. Các bác nào xa quá thì thêm cho em tí thôi, chứ không em không có công nổ cái cước vận chuyển. Đọc cái giá nó còn 6 triệu bao ship gửi xe, nên các bác biết rồi. Quả này gửi xe nó tầm 5-600 nghìn à. Đấy.
gửi xe quả này 5-600 nghìn, còn nếu mà gửi nó tầm 800 nghìn, ôi ôi thôi thôi thôi, gửi xe mà 800 nghìn là thôi không gửi nữa. Chưa gặp cái loa nào như này cả. Đây bên trong thùng của nó đây, đây là cái bảng hậu của nó này. Đấy, thò mồm vào trong thùng cái nghe tiếng nó khác hoàn toàn đúng không? Hậu đây. Đấu cộng 1 trừ 1 cộng 2 trừ 2. Đấy. Cộng 1 trừ 1 nó cũng kêu, 1 cộng 2 trừ 2 nó cũng kêu. Đấy. Thôi rồi, bây giờ em sẽ sang cái chủ đề khác nhé. Coi như con này là tí nữa chỉ có đấu tắt bóng đèn này thôi. Câu dây kia là đấu tắt luôn, không qua bóng đèn nữa. Có bác nào thích thì bảo em tháo ra cho. Thôi, nắp vào rồi ngại tháo ra lắm. Thì dựng đứng thùng lên xong xịt cho bay hết bụi bẩn ra thôi. Đấy, thùng thì về còn tương đối đẹp, tương đối là cái này chỉ việc là xịt qua cái nước rửa, sau đó là lấy khăn lau phơi nắng nên là khô chứ không có vấn đề gì cả. Đấy, nữa thì em để trong cái kia rồi. Bây giờ sẽ đến lượt là review cái súp hầm đơn 50 này. Con này cũng khủng nhá. Con này đánh còn khủng hơn cái con này. Khủng hơn. Cái chiếc xúc kép này thì công suất các bác đánh cái tầm 900W, 8 ohm, 4 ohm nó vào 1800W là được. 4 ohm tầm 1200 đến 1500W là đánh thoải mái nếu mà đánh gia đình. Còn nếu mà đánh ngoài trời đánh tiệc cưới thì các bác đánh tầm 1800W ở 4 ohm là đánh được, bởi vì con này là 4 ohm. 8 ohm là một cái bát này, 4 ohm là hai cái bát này. Đấy. Loa nó tính theo kiểu chia nhá. Càng nhiều loa thì càng chia ra. Thường thường là 8 ohm chia ra nó sẽ thành 4 ohm. Hai bát là 4 ohm. Đấy. Còn nếu mà loa 8 ohm lại nhiều bát trên thùng, ví dụ 4 cái bát trên một thùng. Ví dụ các cái đời vô cùng đặc biệt như là súp của EV súp 4 thì nó về 2 ohm. Đấy. Ví dụ thế. Ok, chấm gió thế thôi nhá. Bây giờ sẽ vệ sinh thôi. Riêng quả súp này hơi mất thời gian tí rồi. Quả súp này chém gió không thôi gần 10 phút rồi. Đây các bác xem nhá, thùng hàng bãi về, ui xịt từ nãy giờ. Xịt từ nãy giờ nó bay ra tí bụi này. Đấy. Đây là mặt trước của nó đây. Đúng là phải đặt đứng này. Đấy, về với anh em chế này kia thì cái này thì các bác yên tâm nhá, thùng rất đẹp luôn, thùng rất đẹp, chưa có vệ sinh đây này. Vừa ốc vết này em phải tháo ra này. Cái này sẽ là độ keo 52 trộn mùn cưa vào đắp lại xong là sơn lại cho nó đẹp đều thôi. Đấy. Cỗ rất chắc chắn nhá. Hàng này hàng cao cấp cũng khác. Đánh kiểu là đây, các bác nhìn cái vết đen đen này. Cái vết này là kiểu là hơi của dầu ấy. Dầu khói, máy khói nó đánh nó bám vào. Khiếp. Thùng khá đẹp. Đây là phần mặt sau này. Dưới này cái phần hậu của nó đấu này. Con này là 1200W nhé. Power 1200W, tức là 600W, 1200 đến pick là 2400. Hết cỡ được có 2400. 1200W là đánh 8 tiếng rồi đấy. 8 tiếng liên tục là 1200W. Công suất khởi động là 600W. Nó nhẹ đòn hơn cái con đấy. Nhẹ đòn hơn cái con súp kép này nhiều. Đây bát của nó đây. Bát 50, ủi ôi đẹp thế nhỉ. Đây keo zin nhá, hỏi keo nhá. Con này em chưa vệ sinh nhá. Bát vừa tháo ra chưa vệ sinh. Gân kiểu hơi cứng. Em không biết là ở đâu nó có bán cái keo dưỡng gân, có keo dưỡng gân thì mua số lượng thôi. Đấy. Dưỡng lại cho gân nó mềm. Đánh tiếng nó mới sướng được. Màng này không dày lắm. Màng tương đối thôi. Đây là bát của nó. Keo cổ côn này, zin hết từ đầu đuôi. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy. Cái loại này đánh thì phải gọi nó nhức người. Đó. Đây. Xinjiang quét từ cái cọc rất là to, ủ dầu nó vòng ngược lên trên này. Đấy. Đây là cổ bát nhá, còn đây thùng này. Còn đây là cái nắp của nó. Đây là cái phần nắp của nó. Thấy chưa? Nắp của nó đây. Cái này em chưa vệ sinh nhá. Ốc nó vẫn còn nguyên này. Bây giờ bắt đầu mới rỡ ra này.
bây giờ mới bắt đầu mới rút ốc ra. Xịn. Tí nữa em sẽ tháo nút trước kia quay cho các bác xem chi tiết nhá, quay chi tiết. Đẩy tí nữa tháo nút ra. Bây giờ đang làm vệ sinh này, nó hơi lâu tí. Đây là bát này. Bây giờ em sẽ tháo nốt cái chiếc còn lại và cái cục đẩy kia ra nhé. Đây các bác xem này, ATI Thanh Huy này. ATI là biết rồi nhỉ, em chỉ nói ATI thôi, chứ còn đọc tên thì thôi thì các bác bảo em dìm hàng đi. Bây giờ đếm chảo công suất nhá. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 là 32. Đấy. Hàng này 32 sò, hàng này 32. Thế 32 thì thành là 64 đúng không? Em còn tính thêm cái con đệm này, 65, 66. Đấy, 67, 68. Ôi trời ơi. Chán thế cả người, các bác nhìn này. Máy này toàn đi hút bụi ngoài vào. Này. ATI. Sò. Đấy, mấy năm rồi. Con này trước hình như là mua mới này như là 6 triệu mấy ấy. Đây các bác nào thích đếm sò ngoài tay thì ôm con này nhá. Giá 3 triệu giá tại cửa hàng. Đấy. Về em chưa vệ sinh luôn, bây giờ em vừa tháo ra, chưa xịt bụi luôn. Nói chung là cũng không đến nỗi ối nàng nước ơi lắm, nhìn trông thì bố tổ luôn. Em nói thật, em nhìn cái em mắng này. Xem có khi rút điện rồi đã. Rút điện rồi đã để có kia này này, nó dính trong này. Mấy ông làm đám cưới mà bắn cái này vào máy thì úi rồi, cũng phải gọi là xác định. Ui giời ơi, này nhiều điện thế. Nó thật luôn các bác là vậy nhá. Đây, sò đếm mọi tay. Hàng trên hàng dưới nhôm thì kiểu này. 8.800. Ngày xưa con này dùng được 4-5 năm rồi. 4-5 năm này rồi. Bóng đèn ở đuôi đây. Không vấn đề gì cả nhá. Máy hoạt động bình thường, chưa sửa chữa. Bụi quá. Nguyên tem này, em vừa mới bóc nhá. Xem là con này là năm 2018, tháng 12 2018. 2018 2016 thì. Đây. Đây. Chán người. Đây nhá, con này em thanh lý hộ nhá, không phải là của em đâu nhá. Em thanh lý hộ thôi, em lấy bao nhiêu bán bấy nhiêu. Chứ em không lãi được của các bác bất cứ một cái nghìn nào. Nói nhanh các bác như thế, được chưa? Đấy. Đây, cục trước này. Nó còn ghi luôn cả cục trước này. Có nhìn thấy chữ Việt Nam không? Hàng này là hàng Mazen Việt Nam. Đấy. Input là 0V 220, output là 0V 145V. 0V 17V, 0V 12V. Ôi con này đánh cái kiểu mạch gì đây? Mạch này mạch AB à? Hay là mạch A đi không biết. Cái này thì chắc có khi là AB rồi chứ không phải là H. Hát thì nó còn bù áp này nọ, nó nhiều dây lắm. Đây các bác nhìn dây nó xoắn tít vào nhau này. Đấy. Đó, để em xem rồi nào. AC12, AC142. Con này thì kinh rồi. Chơi là kiểu máy class A nó mới đồng hàng như này. Thế mới tởm. New class A. Thôi bây giờ em sẽ xịt bụi nhá. Nếu các bác nào thích đếm sò thì đếm đi. Em chưa xịt bụi đâu. Giờ sẽ vệ sinh cho nó bay hết các cái bụi bẩn đi. Đấy, còn cái miếng mút này ở cái trước cái mặt súp này nhìn trông nham nhở quá, rất luôn ra. Hơi yếu rồi. Thôi, các bác nhìn đi không? Thôi. Không kể nữa. Đó, giờ em sẽ tháo nốt cái con súp này ra nhá. Con đẩy này bán quá rẻ. Bán hộ thôi. Chứ mà em mà rước cụ này về thì chắc có khi em cũng vỡ mặt. Đây nhá, bán hộ nhá. Đấy, 3 triệu là bán hộ, không được nhìn nào đâu. Nếu mà còn các bác nào đấy này, em lại phải đóng thêm cả bìa rồi các cái. Rồi lại lại ra nọc cho các bác.
mua 3 triệu bán 3 triệu, lỗ tiền bìa 100.000 hơn 100.000. Bìa băng dính. Đấy. Chuyển khoản trước nhá, chứ không kiểu là em ơi em gửi đến đây xong là anh thanh toán qua bưu điện, thanh toán qua shipper hay thanh toán qua nhà xe thì em chị. Em nói nhanh em chịu. Được chưa? Đấy. Rất là mất thời gian luôn. Khổ lắm, không sướng gì đâu. Đấy, đứng đoạn này thì các bác nghe thử xem là chất âm thanh nào. Hiện tại là đang dùng con đẩy đánh cả phun cả súp nên là tiếng không được hay lắm, các bác thông cảm nhé. Kinh rồi. Ghê nhỉ.
đây thì em cũng chia sẻ luôn với toàn thể các bác nhé. Các bác nào thích thích loa to mà giá hợp lý, hoặc là các bác nào em chuyên cái hàng to, tóm lại là em chuyên cái hàng sự kiện tiệc cưới đi cho dễ đúng không ạ. Các bác nào mà thích những sản phẩm thiết bị âm thanh bãi xịn mà mua thật bán thật thì hãy đến với em. Đấy, không phải đến với em đêm nay đâu, các bác đừng nghĩ đến lời bài hát đấy. Đấy, hãy về đây bên em được chưa, và tóm lại là hãy về đây bên em. Bên em thì chuyên cung cấp cái sản phẩm kiểu là như thế này. Đấy, xúc đơn, xúc kép, full ram 6.9.000 một đôi full ram, DMX, DMX đời đầu, xúc thì có 6.000.000 một quả, bao ship gửi xe, thế mới kinh như này. cục đẩy AT 8.800. Đấy, xúc đây, xúc RBX S28, xúc hầm đơn MC sâu, hàng thương hiệu, hàng này thì 9.000.000 một cặp, bao ship, hỗ trợ cước gửi xe, gửi bưu điện là không gửi, nó tóm lại không gửi bưu điện đâu. Đấy, một số hàng nào giá tốt thì em lấy về em sẽ đọc cái giá bao ship, còn đi hàng nào mà cao cấp mà đắt quá thì không báo giá được. Đấy, thôi rồi, thế thôi nhá, hẹn các bác trong clip lần sau này đánh nhức đầu à. Tí hàng xóm đến chơi đầy rồi. Đây nha các bác nha, chiếc này là chiếc cuối cùng. Đấy, cam kết các bác không quyền gì, vẫn chưa sửa chữa. Đánh bao nhiêu ngày tháng năm rồi vẫn nguyên zin, vẫn chưa sửa chữa. Bánh xe bên cạnh này thì em tháo bằng hết rồi nhé. Cạnh đây tháo bằng sạch. Đấy, bánh xe thì em tháo ra. Rồi các cái này thì em sẽ đắp keo lại, xong là tỉa sơn cho nó màu đen lên. Chứ không là đánh hư nó sẽ có tí hư đây ra này. Hư và đánh mạnh đây, nó sò tay đây nó mát mát mát. Thùng kiểu hầm nha, MC sâu. MC. Hãng sản xuất của bát là Siang gì đây. Đấy, tem của hãng đây. Nhìn cái cọc này đã thấy xịn này. Đấy, cọc này giống cái cọc của mấy cái dòng loa JB ngày xưa ấy. Chuyên trị kiểu cọc này. Xương con này là xương của con xương này nó giống của JB nào 2241 2242 nhá. Đấy, nó còn gia cố thêm một rãnh trong này. Bát 50 từ 2 con trăm 50 này. Từ 22 này. Đấy. Từ 20 hay 22 thì không biết. Côn thì em lấy thước rồi, xong rồi thước có biết biết đâu nhỉ. Tìm cái thước mấy ngày hôm nay tìm mãi không thấy cái thước, không biết nó cứ thước vứt đâu rồi. Đấy. Từ này chắc từ 20. Từ 20. Nhưng mà côn của côn 100. Đo dãy này. Đấy. Đấy các bác nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. 9.000.000 một đôi, bao ship. 9.000.000 đôi vào ship. Kiếp riêng cái từ sáng đến giờ thôi là em test loa hơi bị nhiều. Tầm này là thôi không test nữa. Để cho dân làng người ta nghỉ tí. Em thấy nhức đầu rồi, em test nhiều nhức đầu. Không biết là các bác như nào chứ còn loa mà gọi là nhà làm loa mà bật loa suốt ngày khó chịu lắm. Đây là cái phần nắp của nó này. Cái này thì tí nữa em sẽ tháo vệ sinh cái này cho nó sạch cái bụi bẩn đây. Đấy. Rồi ốc yếc ca cái là nắp vào. Đây như này nắp vào luôn được. Bởi vì hiện tại là xong rồi. Đấy. Đây là thùng của nó đây. 808 nhé. Đấy. 808. 36Hz đến 300Hz. 1200W. 98dB. Đấy. Input cộng 1.1 cộng 2.2. MC sâu. Con này thì các bác kê gia đình thì... nhà rộng cơ chứ nhà chật hẹp kê này vướng lắm. Đánh tiếng rất là mạnh nha. 36Hz đến 300Hz thì các bác biết rồi đấy. 36Hz đến 300Hz. Super Nompass. Cái khoang này là cái khoang trung trầm. Còn cái khoang dưới này là gọi là khoang siêu trầm. Đây cái khoang trung trầm là cái khoang đằng sau cái bát nó hất ngửa lên. Con này thùng thiết kế theo giống cái kiểu là form của Kenwin Vega nhé. Đó. Nên là các bác có thắc mắc thì liên hệ đi. Liên hệ đặt hàng đi nhỉ. Bởi vì cái loại này hiếm nha, có một đôi duy nhất nha. Không nhanh là hết đấy. Không nhanh là hết luôn. Em cứ xin em cứ cho các bác tầm ở mấy tiếng thì các bác chờ các bác chuyển khoản thôi. Đấy, chứ còn bây giờ đặt mồm mà lâu quá thì em bảo anh ơi hiện tại đang có khách nãy rồi nhưng mà chưa thấy thông tin chuyển khoản
nếu mà từ dần tối mà khách người ta không lấy thì em sẽ nhắn số tài khoản cho anh. Đấy, ví dụ thế thì em nói trước như thế nhá. Còn trước là có mấy bác xin số tài khoản, cho số tài khoản, không thấy chuyển khoản, gọi hỏi các bác thì các bác không nghe máy, thế là thôi. Xong là đến lúc các bác gọi lại bảo em ơi con đi còn không em bán rồi. Xong các bác này quay ra chửi em. Đấy, thế mới kinh chứ này. Thì đã thông báo lịch trước rồi, cho các bác tầm 3 tiếng, 5 tiếng hoặc là 1 ngày để các bác gom tiền và các bác chuyển khoản. Mà các bác không chuyển khoản thì không còn hàng. Hàng bên em hay lắm. Cứ đang lên vài tiếng cái là có khách hỏi, vài tiếng có khách hỏi. Có một vài cái nó hơi bị nâu na thôi. Đấy. Nhiều các bác hỏi thì còn đòi mà cả giá thì chịu. Đây. Hiện tại cái loa này còn nhá. DMX DMX PS 15. DMX DMX PS 15. Còn đúng một đôi duy nhất. 6.9 triệu. Đến ngày rằm mà những cái hàng nào vẫn còn tồn đọng thì em cũng khuyến mại giảm giá một tí. Đấy. Cứ ngày rằm âm lịch thì có khuyến mại giảm giá. Và những cái ngày lễ thì em cho các bác là 48 tiếng để các bác chuẩn bị. Đấy. Ok nhé. Thì tất cả thông tin đến đây là Tết kết thúc rồi nhé. Các bác nào có quan tâm đến sản phẩm như là cục đẩy hay là loa trầm thì liên hệ nhanh còn kịp. Đấy. Chứ bây giờ tầm này không test nữa đâu. Test tức ngực từ sáng đến giờ rồi. Tức ngực rồi. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé.